mới mua tản nhiệt NZXT Z53 mà lại không biết cách dùng thì làm sao? Đừng lo, bởi vì video hướng dẫn này sẽ giúp cho anh em có thể tùy chỉnh được chiếc tản nhiệt NZXT Z53, Z63 hoặc là Z73 của anh em thông qua phần mềm NZXT Cam nhé. Và để tải NZXT Cam thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải bước vào chính là một cái phần mềm trình duyệt mà anh em lựa chọn. Để tải được NZXT Cam thì chúng ta hãy vào trong website, đó chính là nzxt.com gạch chéo software gạch chéo cam. Đó. Và chúng ta sẽ có là download cam ở khu vực này. Sau khi mà tải xong, chúng ta sẽ bấm vào vào cài. Thì NZXT Cam cái vừa rồi chỉ là một cái launcher để tải thôi. Và trong lúc mà chúng ta bật lên thì cái phần NZXT Cam này sẽ tự tải về anh em nhé. Chỉ cần đợi chờ một chút thôi. Phần mềm NZXT Cam của chúng ta đã tải xong và bật lên rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có là tạo tài khoản hoặc là đăng nhập anh em nhé. Nếu mà anh em sử dụng rất là nhiều các thiết bị NZXT và nhiều máy tính khác nhau thì việc mà có một cái tài khoản của NZXT thì cũng vô cùng là tiện lợi luôn, bởi vì họ sẽ lưu cái profile của anh em lên đấy, lưu những cái setting của anh em lên đấy để dễ dàng có thể tùy chỉnh được ở nhiều máy khác nhau. Nhưng tại vì ở đây thì mình đang gọi là làm tester, mình đang chỉ gọi là xem nó có những cái thứ gì mình muốn trải nghiệm như thế này thì mình hãy vào, đó chính là Guest Mode anh em nhé. Thì họ sẽ có những cái chính sách dành cho riêng thì chúng ta phải chấp nhận rồi mới có thể vào được phần mềm. Và phần mềm chúng ta đây rồi. Phần mềm NZXT Cam thì một phần mềm cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Hãy cùng đi trải qua một chút về cái phần mềm này nhé. Phần mềm trên đây chúng ta sẽ có những cái profile khác nhau. Thì sẽ đầu tiên là default, nhưng có thể thêm các profile khác để tạo nên những cái sự tùy biến riêng của anh em. Và sẽ còn có cả color sync giữa đây, ví dụ như là chiếc tản nhiệt này, chiếc bàn phím này, chiếc chuột của anh em nếu mà sử dụng toàn là phần mềm của NZXT nhá, toàn là thiết bị của NZXT. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có đó chính là những cái thông báo của NZXT này, và một cái thứ nữa đó chính là cái HUD, tức là một cái khu vực để thể hiện được cái nhiệt độ của CPU, cái tốc độ của CPU, cái nhiệt độ của cảm hình và cái những cái gì mà chúng ta đang sử dụng, độ sử dụng bao nhiêu của chiếc cảm hình của chúng ta anh em nhé. Nhưng hiện tại thì mình sẽ tắt nó đi. Và tab đầu tiên của chúng ta đó chính là PC Monitoring, tức là cái gọi là những cái thông tin cơ bản của PC chúng ta, những cái gọi là những gì mà những cái thông số của PC đang hiện tại sử dụng. Chẳng hạn chúng ta sẽ có là độ sử dụng của CPU này, mức nhiệt độ của CPU này, cái tốc độ hiện tại của chiếc CPU và cái tốc độ quạt của cái tản nhiệt này khi mà gắn vào CPU nữa. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có đó chính là card màn hình, thì sẽ cùng có đó chính là vẫn như vậy thôi, vẫn là cái độ sử dụng của card màn hình này, vẫn là nhiệt độ của card màn hình này, vẫn là tốc độ của card màn hình này và cái mức quạt của card màn hình nữa. Tại vì đơn giản là dưới 49 độ thì chiếc card màn hình của chúng ta sẽ không quay, thế nên là quạt đây là không RPM, tức là không vòng trên phút đấy. Bên dưới chúng ta sẽ còn có đó chính là mức sử dụng RAM bao nhiêu này, mức sử dụng của cái tốc độ sử dụng của mạng này và cái ổ cứng chúng ta đã sử dụng được bao nhiêu rồi. Và nằm bên dưới cuối cùng đó chính là top process, tức là những cái ứng dụng đã sử dụng đúng không? Thì cái đang sử dụng nhiều nhất của chúng mình đó chính là OBS, sử dụng 1% CPU và 10% của cảm hình, đồng thời 146 MB RAM nữa. Nói chung nhá, đây là một cái phần mềm cực kỳ là mạnh mẽ. Nếu mà anh em muốn sử dụng cái phần mềm này để xem các thông số cơ bản của máy tính chúng ta thì cũng rất là hợp lý luôn, không cần phải tải ví dụ như là MSD Afterburner hay là những cái Riva Tuner Statistics nữa. Nếu mà anh em muốn nhìn kỹ hơn đúng không thì hãy bấm vào từng cái tab một, ví dụ như là tab CPU đúng không, chúng ta sẽ có mức load đầy đủ này, có cả cái biểu đồ luôn, biểu đồ tốc độ này, biểu đồ sử dụng này, vân vân và vân vân anh em ạ. Và đồng thời nhá, sẽ còn có cả tên của CPU này, mức xung cao nhất, mức xung thấp nhất này, cái đời này, cái mức TDP tức là mức điện tiêu thụ ấy, và cái loại socket của chiếc CPU này nữa, rất là đầy đủ thông tin. Và với cảm hình thì cũng tương tự như vậy. Đây, chúng ta có thể thấy này, có lựa chọn giữa card màn hình 3070 đang gắn trong này hoặc là chiếc card Intel UHD Graphics, tức là card onboard của chiếc CPU này. Dưới đây thì sẽ còn có đó chính là cái mức xung của card màn hình này, cái độ mức sử dụng của card màn hình này, có cả biểu đồ này, biểu đồ nhiệt độ này, biểu đồ xung này và biểu đồ quạt nữa anh em ạ. Nói chung, chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin ở trên chiếc card này, ở trên cái phần mềm này. Với RAM cũng tương tự như vậy, sẽ có đầy đủ tất cả thông tin này, ví dụ như là số thông số của RAM này, cái timing này, tức là cái độ delay ấy, ví dụ với cái chiếc RAM này là 17, 21, 21, 39, và còn có cả đó chính là cái xung của chiếc RAM nữa, tức là của mình là DDR, tức là Double Data Rate, gấp đôi ấy, tức là 1800 nhân đôi là 3600 anh em ạ. Và còn có cả biểu đồ của mức độ sử dụng RAM nữa.
những thứ còn lại thì vẫn tương tự như thế nhá. Chúng ta sẽ có thông số chính xác, thông số chuẩn của mạng chúng ta này, ví dụ đang sử dụng là Wi-Fi 3, IP thì là như này, và chúng ta sẽ còn có đó chính là cái network traffic, tức là cái độ load của mạng ấy, và chúng ta sẽ có là upload là bao nhiêu đây, upload là 500 MB này, tải xuống thì là không bao nhiêu gì đấy, sẽ đầy đủ cho anh em để thể hiện này. Cả cái tản nhiệt, cả cái ổ cứng chúng ta nữa đang sử dụng ổ C là 219GB trên 477GB này, và sẽ có là ổ cứng của Team Group này, và sẽ có định dạng là NTFS này, và cái mức độ chứa của cái SSD này là 477GB. Bên dưới này sẽ còn có như là Tab Manager luôn, đầy đủ tất cả các thông tin cho anh em sử dụng. Nếu mà anh em không muốn gọi là điều khiển cái máy tính của chúng ta đúng không, thì chúng ta có thể xem qua về cái cấu hình máy tính. Thì cấu hình máy tính chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin, ví dụ như là CPU i5-12600K này, nhà sản xuất là Intel này, là CPU Alder Lake này, xung cơ bản là 3007 này, xung hiện tại là 3004 này, là socket là 1007 này, TDP là 125 này. Đấy, cả màn hình thì sẽ có này cái kia này, có sẽ có cả thông tin về mainboard nữa, mainboard đến từ Arus này, B660, Arus Pro DDR4 này, chip Alder Lake này, về là B660 này, phiên bản BIOS F4 này, và BIOS update gần nhất là 17/12. Và sẽ có cả thông tin của RAM này, thông tin của ổ cứng này, thông tin của các thiết bị âm thanh nữa này, và còn có cả các thông tin về mạng nữa anh em ạ. Đầy đủ hết. Nằm dưới đây chúng ta sẽ có đó chính là game. Tab game này thì sẽ thể hiện được rằng là anh em đã chơi game nào trong vòng bao nhiêu, và thời gian sử dụng chơi game là bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ trong. Ở đây này sẽ có là 7 ngày trước này, tháng trước này, 6 tháng trước này, năm trước này, và tất cả những thời gian mà anh em bắt đầu cài phần mềm cam này. Nằm bên dưới thì sẽ là lightning, nhưng mà cái này mình sẽ nói kỹ hơn một tí nữa anh em nhé. Bên dưới nữa sẽ gọi là overclocking. Cái này thì anh em phải đọc trước, đọc kỹ nhá, bởi vì overclocking nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu năng của, tăng hiệu năng của cái bộ máy anh em lên, nhưng mà cũng đồng thời ảnh hưởng tới tuổi thọ và cái nhiệt độ của bộ máy anh em nhá. Thế nên là cái phần này thì chúng ta phải hiểu rất kỹ, học rất kỹ thì mới có thể làm được một cách tốt nhất và chuẩn nhất anh em ạ. Đó, ở khu vực overclocking này thì sẽ có những cái profile khác nhau, anh có thể add cái profile của riêng mình, ví dụ như là siêu ép xung. Đấy, xong mà anh em có thể kéo cái nhiệt độ lên, kéo cái gọi là cái xung của cảm hình lên, kéo cái xung của chip nhớ của cảm hình lên, kéo cái mức power limit lên, tức là cái giới hạn về TDP ấy, và kéo cả mức nhiệt độ lên thoải mái luôn. Nhưng mà anh em phải hiểu kỹ thì anh em mới nên nhịp vào những cái tab này nhá. Bên dưới là cooling thì nữa mình sẽ nói sau, bởi vì đây là một cái phần mà liên quan tới cái trải nghiệm của chúng ta. Nằm bên dưới nữa chúng ta sẽ có power. Đây là sẽ dành cho những cái nguồn mà anh em cắm của NZXT, tại vì NZXT cũng sản xuất ra những cái nguồn có 650 này và những cái level khác mà anh em muốn sử dụng nữa, thì cái này sẽ thể hiện rõ được cái mức độ sử dụng này, cái gọi là bao nhiêu load này, cái thông số kỹ của chiếc nguồn đấy. Nằm bên dưới nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là keyboard và mouse. Nếu mà anh em có sử dụng đó chính là chuột và bàn phím của NZXT thì tất nhiên rồi, chúng ta có thể chỉnh được đèn RGB này, chỉnh được các macro này, chỉnh được DPI này, chỉnh được polling rate này, tức là cái những cái độ phản hồi, những cái tốc độ phản hồi và số lần phản hồi của chiếc chuột và chiếc bàn phím thông qua phần mềm này nha anh em nhé. Và bên dưới đây chúng ta sẽ còn có đó chính là các trẻ cạc, tức là cái cạc thu màn hình của NZXT nữa. Nếu mà anh em có sở hữu ý, thì sẽ có thể điều chỉnh được thông qua phần mềm NZXT cam luôn. Và nằm bên dưới đây chúng ta sẽ còn có cả monitor nữa, bởi vì NZXT này họ sẽ có này bring NZXT Canva, màn hình của NZXT này, và sẽ giúp cho anh em có thể tùy chỉnh được các thông số, các setting ở trên màn hình thông qua phần mềm NZXT cam này mà không cần phải nghịch bấm vào trên màn hình của chúng ta nhé. Và dưới cùng đây chúng ta sẽ có những setting này, ví dụ như là general này, là có thể là thoát ra chế độ guest mode để đăng nhập được vào tài khoản của anh em này, về cái ngôn ngữ này chúng ta có thể sang tiếng Nga này, nhưng mà mình không biết tiếng Nga mình chịu, hoặc là anh em có thể thể hiện lựa chọn cái loại nhiệt độ, tức là cái đơn vị nhiệt độ, độ C hay là độ F. Và dưới đây chúng ta sẽ còn có đó chính là những cái option để giúp cho cái phần mềm NZXT có thể hoạt động tốt hơn, ví dụ như là khi mà bấm X này thì nó sẽ cất vào trong cái task này chứ không phải là xóa hẳn đi này, hay là bật phần mềm cam khi mà cái window này, hay là bật phần mềm cam ở cái chế độ ở dưới này, ở trong cái taskbar này khi mà vừa bật lên nhá, hay là vào dark mode này, enable dark mode cho đẹp nhá, nhưng mà mình tắt đi cho anh em dễ nhìn. Và còn cho phép là NZXT cam hardware acceleration, tức là để giúp cho cái phần mềm cam này chạy nhanh hơn, chạy mượt hơn, và nó sẽ sử dụng một chút của cái cam hình của anh em nhá. Nằm dưới đây chúng ta sẽ còn có đây panel có được để có thể kiểm soát được PC này, kiểm soát được mức nhiệt độ này, về cái bàn phím này, vân vân và vân vân, đầy đủ tất cả mọi thứ. Tắt cái monitor đi, tắt cái màn hình đi này, tắt cái chuột, tắt cái bàn phím này, thì
chúng ta sẽ mất cái tab đấy luôn. Đấy. Và cái setting này thì cũng sẽ rất là đầy đủ này. Sẽ còn có đó chính là game hooking, tức là để cho cái phần mềm JT này có thể tương thích trực tiếp với cả game để giúp có thể đem được lại những cái thông tin chính xác nhất khi mà anh em chơi game này. Và có cả privacy nữa, tức là cho phép cái tick này thì mình sẽ tắt đi, tức là cho phép NZZ Cam thu thập những thông tin của máy tính của anh em này, thu thập những cái lượng sử dụng này, thu thập về thông tin cảm hình này, CPU, vân vân vân. Ngoài ra sẽ còn overlay này, mình có thể tức là mình chỉnh cái khu vực overlay ở phía bên trên này, mình có thể thêm network này, thêm system time này. Cái overlay này thì sẽ hiện ở trong những cái game của anh em nhé. Và có thể điều chỉnh được kích cỡ này, điều chỉnh được cái độ mờ này. Và chúng ta có thể có chỉnh được đó chính là cái hotkey, tức là cái phím tắt để bật cái lên đây. Và hiện tại đang ở là Ctrl O anh em ạ. Hoặc là anh em có thể tích cái này luôn là tự động bật khi mà vào game, tức là vào bất kỳ game gì là nó sẽ tự động bật lên anh em ạ. Đó. Và dưới đây nữa chúng ta sẽ còn có mini mode. Đấy, mini mode đó chính là cái khu vực hát, cái khu vực overlay ở bên trên này này. Anh có thể tắt hoặc bật này để ở chế độ tối hoặc là sáng nếu anh em thích. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thể là lựa chọn thay đổi các màu sắc nữa. Ví dụ mình thích màu đỏ, chữ màu đỏ. Mình thích màu trắng, chữ màu trắng. Hoặc là cái phần khung thì mình sẽ để là đấy, cái chữ ở dưới sẽ là phần màu đen này. Hoặc là màu cam hoặc là màu đỏ nếu mà mình muốn. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thể chỉnh được cái độ mờ này, chúng ta có thể chỉnh được kích cỡ này, hoặc là chúng ta có thể chỉnh được cái chiều này, dọc hay là ngang. Đồng thời chúng ta sẽ có thể để là always on top, tức là nó sẽ luôn hiện ở trên, hay là để ở trên góc này thôi này, chúng ta có thể di chuyển này, hoặc là lock movement, tức là mình không thể di chuyển được nữa, nhưng mà hình như là bật bất kỳ cái tab gì full screen lên là nó bị mất luôn. Và trên cái panel này chúng ta có thể trên cái thanh này á, chúng ta có thể di chuyển được, chúng ta có thể lựa chọn được những cái thông số hiện lên. Ví dụ mình có thể bật lên thêm cả là độ load của độ gọi là độ sử dụng của CPU này, chúng ta có thể là sử dụng mức sử dụng của RAM này, mức sử dụng của mạng này, mức sử dụng tốc độ của cảm hình này, tốc độ quạt của cảm hình này và cả tốc độ quạt của CPU nữa. Nhưng mà thế này thì thực sự rất là nhiều, và nếu mà anh em muốn nó nhẹ một chút thì hãy để một số thông số mà anh em cần thôi nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có notification này, tức là cái thông báo của NZT. Ví dụ như là những cái thứ về về hiệu năng của PC này, những cái content của cộng đồng của NZT này, hay là những cái gọi là sự xuất hiện mới của cặp màn hình CPU, hoặc là những cái giảm giá của NZT thì sẽ hiện ở trong cái phần NZT, thông báo của NZT này anh em nhé. Nằm dưới đây chúng ta sẽ có cả firmware, tức là anh em có thể nâng cấp firmware lên với cái chiếc tản nhiệt Z3, tức là Z53, Z63, Z73. Chúng ta có thể nâng cấp firmware rất là nhanh chóng thông qua phần mềm của NZT Cam này. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có profiling này, anh em có thể bấm này, đọc là profiling này. Profiling tức là sẽ cho phép chúng ta sẽ kiểu như là bật cái profile khi mà anh em vào một cái game này, hay là vào bất kỳ thời gian nào của ngày này. Ví dụ như là sáng thì anh em muốn cái bộ máy chúng ta là màu đỏ, tối anh em muốn bộ máy màu xanh, thì chúng ta có thể sử dụng profiling như này, rất là dễ dàng. Và auto launch tức là anh em có thể thêm profile, ví dụ chẳng như là tối đi. Đấy, tối, save. Auto launch này tức là khi mà vào thời gian nhất định này, vào khoảng tầm bắt đầu vào lúc nào, kết thúc vào lúc nào, thì chúng ta có thể lựa chọn nó. Sáng anh có thể để đây, ví dụ chẳng như là 6 giờ sáng này, 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, save. Rồi, save nhá. Thì mình muốn nó là màu trắng. Đấy, thì anh em có thể tùy chỉnh được. Và muốn là chạy rất là mạnh. Đấy, thì cái phần mềm NZT này có thể tùy chỉnh cho anh em. Đồng thời nhá, chúng ta có thể là with game này, tức là anh em có thể lựa chọn game mà đã cài sẵn trên bộ máy này để giúp cho, chẳng hạn như là anh em vào Cisco đúng không, muốn nó là màu cam thôi chứ nó không muốn là màu bình thường nữa, thì anh em có thể tùy chỉnh được. Và tất nhiên rồi, nó sẽ dựa vào các profile mà anh em cài sẵn anh em nhá. Đó, cái phần mềm này thực sự rất là mạnh mẽ. Và thanh cuối cùng đó chính là support. Thì support này sẽ giúp cho anh em support này thì sẽ là gửi một cái phiếu để tới NZT để giúp cho NZT có thể hỗ trợ anh em về bất kỳ vấn đề gì cả. Ví dụ chẳng hạn anh em cảm thấy là cái phần mềm nó đang bị hơi có gì đó dở hơi này, hay là có những cái gì đó chênh lệch này, hay có những cái gì đó không đúng lắm, thì anh em sẽ gửi cái phiếu support thông qua cái khu vực này nhá. Và cuối cùng là beta, thì anh em có thể tải cái phiên bản beta của phần mềm này. Thì nhưng mà mình vẫn muốn là chạy cái phiên bản stable một chú, tức là cái phiên bản nó ổn định chứ không phải là phiên bản thiếu ổn định anh em ạ. Nhưng bây giờ đây là video về tản nhiệt Z3 của NZT. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung vào đúng hai điểm của chúng ta nhé. Đó chính là cooling và lighting. Hãy bắt đầu bằng cooling đi. Thì cooling chúng ta sẽ có đầu tiên là cái tab chính, tab chủ đạo của chúng ta đúng không? Thì chúng ta sẽ có đó chính là rất là nhiều các profile khác nhau. Profile default này, silent này, tức là im lặng. Đây là mặc định nhá. Silent là im lặng này, performance là
rất là mạnh mẽ, rất là khủng bố 100% luôn. Và cuối cùng là fix, tức là một cái profile cố định từ đầu tới cuối luôn, tức là dù ở mức nhiệt độ nào, dù ở mức nào thì nó sẽ vẫn cố định ở mức pha như thế, mức quạt như thế, vẫn cố định ở tốc độ bơm như thế, vân vân và vân vân. Khi nằm ở trên cái phần mềm này, chúng ta có thể điều chỉnh được cả cái tên của từng cái profile nữa, hoặc nếu mà anh em muốn, anh có thể thêm một cái profile riêng cho mình để chúng ta có thể đạt được một cái hiệu năng tốt nhất, đạt được cái sự tùy biến tốt nhất cho chúng ta. Ví dụ chẳng hạn là Hà Con đi. Ok nhá. Rồi, thì với cái profile như này, chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta có thể tùy chỉnh được. Đầu tiên nhá, dựa vào những cái thông số hiện rõ ở trên đây. Đầu tiên là nhiệt độ của CPU này, nhiệt độ của cảm hình này, nhiệt độ của, đây là chiếc cảm hình thứ hai của ta, là chiếc tạc Intel UHD Graphics ấy, thì chúng ta không có nhiệt độ của nó. Bên cạnh là nhiệt độ của cái nước nằm bên trong chiếc tản nhiệt NZIT Z53 này của chúng ta. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có tốc độ của cái bơm và tốc độ của cái quạt nữa. Cái thông số này sẽ là đồng đều giữa tất cả các dòng Z3 anh em nhé, kể cả Z53, Z63 và Z73. Nằm bên dưới chúng ta sẽ có những thứ sau đây. Đầu tiên là bơm và thứ hai là quạt anh em ạ. Chúng ta có thể lựa chọn các profile của từng thứ một. Ví dụ như là chế độ im lặng này, chế độ hiệu năng này, chế độ custom này, hoặc là chế độ đứng im tại một chỗ. Nhưng mà bây giờ anh em vào custom đúng không? Thì tùy chỉnh như nào, tùy biến như nào, chúng ta chỉ cần bấm vào phần bơm là được. Và chúng ta ở đây, anh có thể thấy đây là một cái biểu đồ cái nhiệt độ và tốc độ quạt và tốc độ bơm của anh em nhé. Thì nằm bên trên đây, đó chính là config for CPU temperature. Tức là ở đây họ NZT họ muốn làm một cái gì đó nó cao cấp hơn một chút. Và đây sẽ có thể lựa chọn, tức là cái quạt này, cái bơm này sẽ chạy theo tốc độ của cái gì. Và ở đây sẽ có, đó chính là CPU cacmaning hoặc là cái nhiệt độ nước anh em ạ. Đấy. Thì ở đây mình sẽ để ở, đó chính là tốc độ của CPU, cái nhiệt độ của CPU. Nằm đây chúng ta sẽ có này, từ 0 tới 100% tốc độ của bơm, từ 10 độ, từ 0 độ đến 100 độ của chiếc CPU của chúng ta. Thì để có thể tùy chỉnh, chúng ta có thể kéo từng cái nấc này lên để vừa ý với cả anh em nhé. Kéo từng nấc lên thoải mái. Nếu mà anh em kéo nấc trên cùng thì nó sẽ kéo hết tất cả những phần còn lại để cho nó có thể là đồng đều nhất có thể. Chứ không, chả chẽ là 0 độ C thì là 100% quạt, nhưng mà 20 độ C thì lại 0% quạt. Thế là không hợp lý rồi. Và cái việc mà như này thì sẽ khiến cho chiếc tản nhiệt chúng ta có thể hoạt động một cách đồng đều hơn, hợp lý hơn rất là nhiều. Sau khi mà tùy chỉnh bơm, chúng ta có thể tùy chỉnh được tốc độ quạt anh em nhé. Thì quạt cũng sẽ tương tự như vậy. Bấm vào phần quạt sẽ hiện ra một cái biểu đồ để cho anh em thể tùy chỉnh này. Có thể lựa chọn, đó chính là dựa vào nhiệt độ của CPU, cacmaning hay là nhiệt độ của nước nằm trong chiếc tản nhiệt này. Chúng ta sẽ có đây lại một cái biểu đồ nữa, tức là khoảng tầm 45 độ thì quạt sẽ ở mức 25%, còn khi mà tăng lên 60 độ thì quạt lên là 100% anh em nhé. Sẽ khiến cho chiếc tản nhiệt của chúng ta, chiếc CPU của chúng ta mát hơn rất là nhiều. Và chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh nó thông qua việc kéo lên này để đúng với cả những gì mà anh em muốn. Nếu mà anh em cảm thấy là chiếc hệ thống chúng ta quá là ồn mà nhiệt độ vẫn là mát thì có thể kéo xuống khoảng tầm đây, chẳng hạn như vậy này. Hoặc nếu mà anh em cảm thấy là cái mức nhiệt độ của CPU, những nhiệt độ của cảm hình chúng ta mà mức nhiệt độ CPU mà quá cao, anh em vẫn chưa cảm thấy là máy của mình vẫn đang có vẻ nhẹ nhàng quá, thì anh em kéo lên để giúp cho cái tản nhiệt chúng ta có thể chạy ở mức mạnh nhất, cao nhất, khủng bố nhất anh em nhé. Rồi, vậy thì đó là những cái setting quạt. Nếu mà anh em muốn tùy chỉnh cái đèn RGB thì sao? Bây giờ chúng ta hãy cùng chỉnh nó nhé. Đó chính là vào tab Lighting. Và tab Lighting là tab ánh sáng. Thì ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh được cái màu sắc của bất kỳ thiết bị NZT nào anh em ạ. Về cả cái tấm nền LCD, tức là cái màn hình ở đây này, hay là cái đèn của quạt, hay là cái đèn chung chung của cái chuột này, đèn bàn phím này, vân vân và vân vân. Nhưng mà do đây là phiên bản Z53 không có quạt RGB, cho nên chúng ta sẽ chỉ có duy nhất, đó chính là cái đèn LCD đấy thôi. Và tất nhiên, tất cả những cái phần mềm, tất cả những cái tab của NZT Cam này sẽ đều có những profile riêng. Ví dụ ở đây sẽ là default, tức là mặc định. Nhưng mà chúng ta có thể chỉnh là white, tức là màu trắng. Thì tất cả những cái thiết bị của NZT sẽ chuyển hết sang màu trắng này. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có spectrum wave, tức là đèn RGB sáng cầu vồng ấy. Nhưng mà nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới gọi là những cái thiết bị như bàn phím, chuột và cái gọi là quạt của anh em thôi nhá. Chứ cái màn hình này thì sẽ bất biến. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có nhiều cái nữa. Ví dụ như là cái màu cơ bản của NZT là NZT tím này, hoặc là màu đỏ này, hoặc là có thể là Vaporwave, tức là cái sắc kết hợp giữa màu tím và màu xanh nữa để tạo nên một cái cảm giác nó dịu dàng, nhẹ nhàng và Vaporwave hơn một chút. Đấy, nếu mà anh em mà có quạt, có bàn phím, có chuột mà cái của NZT ấy, thì nó sẽ đổi màu thôi đấy nhá.
Và cuối cùng là mermaid, tức là cái màu nó gọi là kết hợp giữa màu vàng và màu xanh. Anh có thể thấy đây, khu vực màn hình nhỏ nhỏ đây nó thể hiện rõ được cái những cái profile màu này nó sẽ là như thế nào. Và cuối cùng đó chính là cái audio level, tức là nhá, cái những cái quạt này, những cái tản nhiệt chúng ta này sẽ nó sẽ nhảy nhảy dựa theo cái mức âm thanh của chúng ta đang ở đây. Như như anh em bật nhạc này, chơi game này thì cái đèn nó sẽ sáng sáng nhảy 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 dựa vào mức âm thanh của cái game hoặc là cái nhạc mà chúng ta đang bật. Nhưng bây giờ muốn tùy chỉnh một cách thông gọi là một cách thông suốt nhất thì như nào? Chúng ta sẽ kéo xuống nhá. Ở đây chúng ta sẽ có hai những thứ cần phải quan tâm. Đầu tiên đó chính là cái độ sáng. Đấy, chúng ta có thể kéo lên mức sáng nhất hoặc là tắt đi nếu mà anh em muốn, nhưng mà mình sẽ để mức sáng nhất cho anh em nhé. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có rất là nhiều các profile khác nhau, như là ảnh GIF này, đồ graphic này, đồ infographic này, tức là hai thông số của một lúc này, nhiệt độ CPU này, nhiệt độ của nước này, nhiệt độ của cặp màn hình này, nhiệt độ của tốc độ load của CPU này, tốc độ load của tức là tốc độ sử dụng của CPU này, mức độ sử dụng của cặp màn hình này, xung của CPU này, xung của cặp màn hình này, và có cả một cái carousel này, là rất là nhiều cái thông tin nữa đây này. Nhưng mà tí nữa mình sẽ giới thiệu tiếp. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có cả tai chi này, chúng ta sẽ còn có cả spectrum wave, tức là đèn RGB đấy, xoáy này, đấy anh em thấy chưa. Và chúng ta sẽ còn có cả clock face, tức là cái đơn giản là cái đồng hồ để cho anh em biết được thời gian là bao nhiêu. Nhưng mà anh có thể thấy đấy, chiếc tản nhiệt của chúng ta đang bị xoay ngược. Điều chỉnh thế nào? Đơn giản là anh em có thể bấm vào LCD display, bấm vào rotate display và để vào đúng cái góc mà anh em cần. Và bây giờ mình đã để đúng góc rồi. Khi mà bấm vào LCD display đúng không, thì nó sẽ có rất là nhiều các thông số khác nhau nữa. Ví dụ chẳng hạn như là ở trong CPU temperature, chúng ta có thể lựa chọn cái display mode, tức là cái chế độ hiển thị ấy, là một là radiant fill, tức là chỉ là xung quanh cái vòng thôi, hoặc là full fill, tức là lấp đầy hoàn toàn luôn, và sẽ khiến cho anh em thể đầy đủ tất cả mọi thứ này. Em thì nhìn thấy đấy. Và chúng ta có thể tùy chỉnh được cái độ đổi màu nữa, ví dụ từ đỏ sang tím. Đấy, sẽ chuyển luôn này. Và text chúng ta có thể đổi được cả màu của text này. Đấy, đổi sang màu đỏ này, đổi sang màu cam này, hoặc là màu của logo sang màu tím này, sang màu trắng này, hoặc là để đổi màu của cái mức nhiệt độ. Đó, có thể đổi sang bất kỳ màu nào mà chúng ta muốn. Phần mềm này thì thông suốt và tùy chỉnh đến dương vô cùng luôn. Nhiều anh em mua chiếc Z3 này chỉ đơn giản là anh em muốn có một chiếc màn hình có thể có GIF. Thì làm sao để có thể có GIF? Bấm vào phần GIF, đồng thời chúng ta sẽ bấm vào upload GIF anh em nhé. Chẳng hạn đây mình đang có đó chính là GIF của Nhiên Cát. Mình bấm vào đây upload thì tất cả các nhiệt tất cả các file GIF phải dưới 20MB nhé. Và chúng ta có thể tùy chỉnh được cho đúng ở trung tâm. Save là chiếc GIF chúng ta đã được load được rồi, anh em có thể thấy đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài ra này, mình sẽ vào từng cái một để anh em có thể tùy chỉnh nhé. Đồ infographic là cả thông tin CPU và cảm hình, về chip và cảm hình đúng không? Chúng ta có thể tùy chọn màu này, ví dụ như là màu cam này, màu đen này, màu đấy vân này, màu đỏ này, bên này chỉ bên chỉnh bên tay phải thì màu trắng này, màu tím này, màu tím, màu hồng này, vân vân. Cái thông số này tùy chỉnh được từng thứ một luôn. Nhiệt độ này đổi sang bất kỳ màu nào mà mình muốn này, hay là đổi được cái background này, đổi sang bất kỳ màu gì mà chúng ta thích này. Màu trắng thì hơi khó, màu tím cũng hơi buồn cười. Đấy, và hoặc là logo, đổi cái logo nó dễ tê sang màu gì mà chúng ta mong muốn. Đài, màu xanh này, màu xanh lá cây này, màu tím này, màu trắng này, màu đen này, vân vân và vân vân. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có CPU temperature này, vừa rồi mình nói rồi, đây là nhiệt độ CPU này, nhiệt độ của nước này, nhiệt độ của cảm hình này, mức độ sử dụng của CPU này, mức độ sử dụng cảm màn hình này, tốc độ của CPU này, tốc độ của cảm hình này, và carousel. Cái này nhá, đơn giản là cái này là khiến cho anh em có thể đổi liên tục giữa các cái setting khác nhau, từng cái thông tin một cứ chạy liên tục. Và hiện tại đây chúng ta đang có một cái mặt thôi, chúng ta có thể thêm các mặt khác, ví dụ như là thể hiện là GIF. Đấy, ok. Hay là chúng ta có thể đổi là thêm đó chính là GPU load. Đấy, vậy là có 3 mặt rồi. Chúng ta thêm là GPU temperature đi, tức là nhiệt độ của GPU. Và chúng ta để tốc độ là cứ 5 giây nó sẽ đổi một lần. Đấy, nó sẽ đổi này. Đó, nó sẽ đổi sang từng thứ một. Cứ 5 giây nó đổi một lần. Và anh em có thể tùy chỉnh được cái mức độ đổi nhá. Tức là cứ 5 giây đổi một lần này, hay là 10 giây, 15 giây, 20 giây, 25 giây, hoặc là 30 giây anh em nhá. Dưới carousel chúng ta sẽ có tai chi, thì để giúp cho anh em có thể chạy một cái spectrum giữa hai màu, một cái xoay giữa hai màu anh em nhá. Ví dụ chẳng hạn mình muốn đổi từ màu đỏ sang màu tím. Đấy,
thế là nó cứ sẽ cứ xoay 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 xoay, đợi một chút nó lốt đấy, nó sẽ cứ xoay xoay xoay, và chúng ta sẽ còn đổi được cả màu của background sang đổi màu trắng này, rồi chữ NZT sang màu đen chẳng hạn, nếu mà anh em muốn. Rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà anh em không muốn chỉ hai màu, chúng ta muốn cả RGB xoáy cả một bầu trời thì sao? Chúng ta có thể vào Spectrum Wave anh em nhé. Tức là đèn RGB xoáy này, và nó sẽ tự động như thế, nó sẽ tự động như thế. Cái chế độ này thì anh em sẽ không tùy chỉnh được màu, anh em không tùy chỉnh được background, mà cũng không tùy chỉnh được cái màu của logo NZT anh em nhé. Và cuối cùng đó chính là Clock Face. Cái này thì rất là hay, anh em có thể lựa chọn để đây. Nhỡ đâu anh em muốn xem là ok, mình chơi game được mấy tiếng rồi, thì anh em hãy để như này để cho thể hiện được tốt, rất là tốt. Cho có thể đổi được màu của background sang màu chẳng hạn màu đỏ này, cho có thể đổi được những cái nút này, những cái kim đồng hồ này, hoặc là cái kim dây này sang bất kỳ màu nào mà anh em muốn. Hoặc là anh có thể đổi sang chế độ cực kỳ là đẹp này luôn, cũng có thể custom được nhá. Đổi được gradient sang màu khác này, nhiều màu khác nhau, màu hồng này, nếu mà anh em là người mạnh mẽ thì yêu thích màu hồng. Hoặc là đổi cả màu text này, đổi cả màu kim này, vân vân và vân vân. Rất là mạnh mẽ và vô cùng là nhiều các setting. Đấy, và anh em có thể tắt đi nếu anh em muốn. Đó. Và đó là cái hướng dẫn chung chung cho phần mềm NZT Cam, và đặc biệt là kỹ càng cho những chiếc tản nhiệt NZT Z3, bao gồm là Z53, Z63 và Z73 anh em nhé. Nếu mà anh em có thấy cái hướng dẫn này đầy đủ thông tin này, kỹ càng này, và đưa được cho anh em những cái gì chuẩn xác nhất, chính xác nhất để giúp anh em có thể tùy chỉnh được, tùy biến được từng chi tiết một trên chiếc tản nhiệt của chúng ta, thì tại sao không bấm like nhỉ? Và nếu mà anh em muốn gọi là xem những cái hướng dẫn khác, xem những hướng dẫn kỹ càng khác về ví dụ như là driver này, về tản nhiệt này, về nhiều khi là setup của router này, về phần mềm này, vân vân và vân vân, thì hãy bấm subscribe và bấm like, đồng thời đưa ra một vài những cái gợi ý cho chúng mình để chúng mình có thể hướng dẫn anh em nhé. Rồi cuối cùng thì rất cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại buổi sau nhé.